Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Trên tay tôi đây là mẫu đồng hồ biểu tượng Rolex Submariner có số hiệu 116613. Mẫu đồng hồ này là đại diện một chiếc đồng hồ được làm từ hai chất liệu thép và vàng, xuất hiện với mặt số xanh nổi bật và khác với phiên bản cơ bản 116613 được giới thiệu lần đầu năm 2009. Phiên bản trên tay Gia Bảo Luxury đặc biệt hơn khi sử dụng cặp chỉ giờ được làm từ kim cương. Và trong video này, hãy cùng Gia Bảo Luxury khám phá mẫu đồng hồ này cũng như một chủ đề tiếp nối bàn về vành bezel ceramic của nhà sản xuất Rolex. Đầu tiên, mẫu đồng hồ Rolex Submariner bắt đầu hành trình chinh phục khán giả từ thế kỷ trước, đến nay đã trải qua hơn 60 năm và nhìn chung về kiểu dáng vẫn mang một màu sắc thể thao cổ điển dễ dàng nhận thấy. Thay vì thay đổi thiết kế về kiểu dáng, Rolex lại tập trung hơn vào việc nghiên cứu và phát triển những tính năng, hay chính xác hơn là bộ máy bên trong, đảm bảo độ chính xác nhiều hơn. Với mẫu đồng hồ 116613, những chi tiết quan trọng gồm có như là bộ vỏ Oyster khép kín có khả năng chống nước ở độ sâu 300m. Có thể bàn lấy như thế này, mẫu đồng hồ Submariner đầu tiên có khả năng chống nước ở độ sâu 100m và khẳng định rằng tại thời điểm năm 1954, Rolex Submariner là mẫu đồng hồ đầu tiên trên thế giới có khả năng chống nước ở độ sâu 100m, tạo lực đà phát triển rực rỡ cho dòng đồng hồ lặn sau này. Trong mẫu đồng hồ Rolex Submariner 116613, các chất liệu được sử dụng khá là đa dạng cũng như linh hoạt tùy thuộc vào từng vị trí của chi tiết đó. Sự có mặt của vàng vàng ở núm chỉnh giờ, vặn chặt vít, có khả năng chống nước 3 tầng. Bên dưới lớp gốm Cerachrome xanh thẫm ở trên đây cũng là sự có mặt của vàng vàng phối hợp với mối nối trung tâm đã được đánh bóng bề mặt ở dây đeo chắc chắn, trong khi thép khung dỉ lại xuất hiện ở trong vị trí bộ khung chính mối nối ngoài để tăng khả năng chống chịu lực va đập cũng như chống chảy xước cao. Và chúng ta hãy cùng nhau tiếp cận đến mặt số của mẫu đồng hồ Rolex 116613 này. Mặt số hòa với vành bezel với màu xanh nổi bật. Tùy vào gu sở thích của mọi người, màu xanh có thể sẽ có người thích, có người không. Nhưng 100% mặt số xanh của mẫu đồng hồ này hết sức là nổi bật. Submariner vốn là một trong những dòng đồng hồ lặn chuyên dụng và Rolex sẽ cố gắng đưa ra một thiết kế thể thao, đơn giản hóa toàn bộ các chi tiết, phục vụ những lĩnh vực mà đồng hồ đó hướng đến. Nhưng hơi khác một chút, mẫu đồng hồ 116613 ở trên tay Gia Bảo Luxury lại được điểm thêm vài tim kim cương, cụ thể là đại vị trí cặp chỉ giờ, cho nên nhìn nó hơi khác biệt. Và những viên kim cương trên mặt số này cũng làm tăng lên giá trị cho mẫu đồng hồ này. Thay cho vị trí cặp giờ từ chất phát quang Chromite quen thuộc, kim cương đã được thay vào vị trí đó. Với một chiếc Submariner, Rolex sử dụng bộ máy 3135 nổi tiếng có chức năng báo giờ cùng ô cửa sổ báo ngày tại góc 3 giờ và là một chiếc đồng hồ tự động. Submariner 116613 có khả năng hoạt động trong vòng 55 giờ đồng hồ. Như vậy chúng ta đã cùng tìm hiểu xong về mẫu đồng hồ Rolex Submariner 116613. Và đến chủ đề thứ hai mà tôi muốn nhắc đến, đó là vành bezel ceramic của Rolex. Ceramic vốn được biết đến với tên gọi ở Việt Nam đó là gốm kim loại. Ceramic là gốm kim loại vốn được sử dụng bắt nguồn từ ngành hàng không, vũ trụ và nay đã được nhiều nhà sản xuất, không chỉ Rolex mà còn có Omega, Hublot và nhiều thương hiệu khác nữa ứng dụng trong việc chế tác đồng hồ nhờ vào khả năng nổi trội như là cứng, có khả năng chống sức ưu việt, không bị phai màu theo thời gian, miễn kháng với tia UV. Dĩ nhiên Rolex không phải là nhà sản xuất đầu tiên sử dụng gốm ceramic để chế tạo, nhưng Rolex lại đạt được khá nhiều thành công trong việc sử dụng gốm ceramic. Gốm ceramic được Rolex sử dụng lần đầu vào năm 2005 trên mẫu đồng hồ GMT Master 2 với màu đen và Rolex đặt tên riêng cho hợp chất này là Cerachrome, tương tự như là dây tóc Cerachrome vàng Everose thì đây chỉ là một trong những cách đặt tên của Rolex mà thôi. Sau này, Rolex đã phát triển thêm nhiều màu như là màu xanh thẫm trong mẫu đồng hồ Rolex Submariner số hiệu 116613 này đây, hay là màu nâu trong phiên bản GMT Master của năm nay, xanh lá cây trong chiếc Rolex Submariner H nổi tiếng và thậm chí có cả những vành bezel sở hữu hai màu như là màu xanh và màu đen, hay là màu xanh và đỏ như trong mẫu Rolex GMT Master Pepsi
đặc biệt được săn đón. Và được biết thì chế tạo vành bezel màu sáng sẽ khó hơn nhiều là chế tạo vành bezel màu đen do cần phải căn chỉnh kỹ nhiệt độ và thời gian. Và vành bezel một khối, hai màu lại còn khó hơn thế nữa. Và theo bạn thì vành bezel Cerachrome màu của Rolex có đẹp hay không? Về cá nhân thì tôi thấy nó không chỉ đáp ứng được vẻ đẹp mà còn rất là bền bỉ. Để kết thúc video này, tôi xin đưa ra một câu hỏi rằng bạn biết những mẫu đồng hồ nào được Rolex sử dụng Cerachrome làm vành bezel? Xin chào và hẹn gặp lại!